Bây giờ nếu như em ở đây là bạn đang có áp lực từ gia đình, từ công việc và bạn thấy rằng những dấu hiệu này cho thấy là bạn đang bị khó khăn về mặt tâm lý. Và nếu như không có giải quyết thì nếu tích tụ lâu dài thì nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề nặng hơn và có thể nó dẫn đến cuối cùng đó là nghỉ việc. Cho nên khi mà mình gặp những cái khó khăn này thì mình nên tìm một sự giúp đỡ. Và mình nghĩ là mình không phải là có thể một người toàn năng mà mình phải giải quyết hết, mà mình phải kêu gọi sự giúp đỡ. Thứ nhất đó là mình, và kế đến là mình phải xem thử coi cái vấn đề nó nằm ở đâu. Nó nằm ở chính là từ bản thân mình, từ gia đình hay là từ cơ quan. Nếu như ở gia đình thì mình sẽ nhờ những người thân, ví dụ mẹ, chị, ba, đặc biệt là chồng. Người phụ nữ mới sinh con thì sẽ rất là nhạy cảm và rất là dễ có những cái stress tâm lý. Đó, và nếu như cứ những cái căng thẳng nó kéo dài thì đến lúc nào đó cái mối quan hệ vợ chồng nó rất là căng thẳng. Và cái người chồng, người phụ nữ lúc nào cũng căng thẳng và gây gổ thì ông chồng ông sẽ trốn bằng cách là ông lơ Đúng lơ rồi. đi. Mà bà vợ bà cảm thấy rằng là không ai hỗ trợ tôi hết. Cho nên bình tĩnh, ngồi xuống, trao đổi với chồng và nói rằng là em cần sự giúp đỡ. Và bản thân mình đừng có chửi chồng, đừng có gây gổ, mà mình đang nhờ vả người ta, mình lôi kéo người ta vô cái việc chăm sóc con. Và cái mối quan hệ căng thẳng này nếu nó kéo dài đó thì sau này là đứa trẻ nó sẽ gánh cái hậu quả đó. Cái chuyện mà cha mẹ không hạnh phúc, cha mẹ thường xuyên xung đột. Đó, thì nhờ mẹ, nhờ chị và mình được nghỉ 6 tháng để mình chăm sóc con trong cái giai đoạn đó. Kế đến là ở cơ quan mình xin phép là mình báo với lãnh đạo, ví dụ mình là điều dưỡng mình sẽ xin điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng trưởng của bệnh viện, mình báo với trưởng khoa và mình báo rằng là em xin phép là hỗ trợ em. Ví dụ như vậy thì không cần phải trực đêm. Ví dụ sẽ xin phép ông trực đêm làm ở phòng khám. Và cái bản thân mình khi mình có những cái bối rối này nó sẽ dẫn đến những cái suy nghĩ tiêu cực và mình sẽ cảm thấy là bế tắc, cho nên mình nên gặp một nhà tâm lý. Đó, thì mình nên gặp thì Sở Y tế đã có phân công một số bệnh viện, ví dụ bệnh viện Lê Văn Thịnh, bệnh viện thành phố Thủ Đức, bệnh viện phục hồi điều trị chức năng bệnh điều trị bệnh nghề nghiệp vân vân, là bệnh viện tâm thần để hỗ trợ nhân viên. Như vậy thì mình có thể tìm để giúp đỡ, tại vì có một cái người nào đó ngồi nghe để mình nói ra, giúp mình nhìn nhận và có thể hỗ trợ mình và cho mình thấy được là những cái triệu chứng gì đang xảy ra với mình. Đó, thì nếu mình giải quyết sớm, từ sớm như vậy thì sau này đó là nó sẽ giải, nó tránh được những cái hậu quả sau này hơn. Yeah.